Nhỏ nhỏ. Xin chào các bạn, hôm nay thầy lại hướng dẫn cho mọi người cách làm về câu 51 để topic 2 nhá. Đầu tiên hôm nay thầy có một cái đề này. Đầu tiên chúng ta đây là câu 51 nhá. Đây là câu 51 của đề topic viết nhá, để viết chẳng cần bạn nhớ. Dưới được kia nó Đầu vui là nhanh gì không? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy lại đi hướng dẫn cho mọi người tiếp về cái câu 51 nhá. Câu 51 trong đề topic. Câu 51 là để viết trong topic nhá. Câu này rất là dễ, tuy nhiên thì cũng rất là nhiều học sinh là cũng không biết cách làm, và khi đọc mọi người đọc xong cái đề này, mọi người thường là sẽ tự tự nghĩ theo cái mạch văn của mình, tự nghĩ theo cái mà mình nghĩ cho là nghĩ là đúng để viết vào đây. Tuy nhiên chúng ta không cần phải như thế, mà chúng ta cố gắng nhé, cố gắng làm như nào để đọc dịch hiểu và gì đọc dịch hiểu xong, và rồi chúng ta làm sao nữa tìm ra những cái từ đồng nghĩa trái nghĩa để nhét được vào cái chỗ kiosk và niềm này. Chúng ta không cần phải tìm đâu xa nhé, tìm ngay trong bài luôn. Đây thầy ví dụ nhé, đấy hôm nay mọi người thầy nhấn mạnh cho cái điểm là phải tìm đáp án trong bài, không cần phải nghĩ ngợi đâu xa cả nhé. Đây thầy sẽ đi ví dụ cho mọi người này. Phá ra về có đây ở đây là chủ đề đầu đề chủ đề của nó đúng không? Thì là hướng dẫn về cái hội quyên góp đúng không? Hướng dẫn về hội quyên góp. Uri học sinh về xóm này, giờ mà đưa mà ta phá ra về đấy giờ lo của anh mình ta. Nghĩa là gì đây? Ở trong cái hội học sinh của chúng ta thì nhân ngày chúng ta cái từ mà ra là nhân ngày cuối năm đúng không? Nhân dịp cuối năm thì họ làm gì đấy, định mở ra một cái hội quyên góp đúng không? Trà xe han il sáng ấy kế si phán lên phố của mùa mố mà chưa biết đến cái gì vào đây đúng không? Nào cái lịch trình chi tiết thì các bạn nhìn cái bảng tin gì gì đấy chưa biết cái câu trên này vừa thấy đọc xong thầy chưa thấy cái gợi ý ở đâu cả đúng không? Chúng ta đọc tiếp cái câu bên dưới nha, bên dưới nó Bắc Kinh về tố mùa nhi sang nghi ý sư xin nhỏ tròn hoa chú xịp. Là gì đây? Sau khi xác nhận xong, nếu có gì đây, nếu có hạng mục gì cần hỏi thì hãy liên lạc, hãy gọi điện thoại cho đó. Ở cái câu này là thầy đã thấy là có gợi ý rồi nhá, có gợi ý rồi đúng không? Là gì đây? Sau khi xác nhận, sau khi xác nhận có nghĩa là gì? Chúng ta tìm được cái từ gì đấy, hoặc tin đó, thấy chưa? Chúng ta chú ý nhá, chúng ta chỉ cần là gì chú ý này. Đầu tiên này, nếu nó có hai vế đúng không, thì chúng ta thử xem tìm cái vế trước của nó, tìm cái vế của trước của nó xem là có từ gợi ý không. Nếu không có thì chúng ta sẽ đọc cái câu đọc câu trên này đó, nhìn lại câu trên này. Nếu cái câu trên này không có nữa thì chúng ta tiếp tục lại đi nhìn kỹ lại cái câu ở bên dưới của cái chỗ đóng ngoặc này đó. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm ra được một cái từ hợp lý, đồng nghĩa hoặc trái nghĩa để nhét vào đây nhá. Thì đây thầy đã tìm ra được cái từ parking đúng không, cho vào đây có nghĩa là gì, lịch trình chi tiết đúng không, xem bản tin rồi gì xác nhận đúng không. Rồi chúng ta tìm một động từ là parking ha tà đúng không, parking ha tà đó. Bây giờ chúng ta phải cộng lên một cái ngữ pháp gì vào đây đúng không, theo đúng cái bước như cái video trước thầy đã làm đúng không. Là đầu tiên chúng ta đi đọc hiểu, sau đó chúng ta đi tìm một cái từ ngữ mà từ ngữ hoặc một danh từ hay một động từ gì đấy để đi đưa vào cái chỗ trống này. Sau đó mình phải tự nghĩ ra được một cái gì, một cái ngữ pháp phù hợp với bối cảnh của trong bài văn. Thì trong trường hợp này thầy thì sẽ tìm ra được cái gì đấy, cái ngữ pháp rằng là gì, động từ cộng với key paramita rất là ok này đó đúng không. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy ra là gì, Joaquin he to see key chẳng cần bạn nhớ he to see key param đi ta đó. Chúng ta sẽ điền được cái gì nhỉ, điền được đáp án như vậy nhá. Fucking hay sushi param là gì, nhìn bạn gì xem cái bản tin rồi xác nhận, nó dịch là mong rằng đúng không, lịch trình chi tiết mong mọi người là xem bản tin rồi xác nhận, ok chưa. Đấy chúng ta chỉ cần tìm đọc câu trước và câu sau của nó, hoặc là cái câu một cái vế trước này của nó là tìm ra được cái đáp án của nó nhá. Tiếp theo này, 그리고 바다의 장소에는 주자할 공간이 부족합니다. nghĩa là cái ở cái chỗ ở cái địa điểm mà tổ chức cái buổi gì đây quyên góp này
thì nó đang thiếu cái không gian để đỗ xe đúng không? Đó tiếp này, Fushion Hashi Thỏa Đáo Tổ Thầy Trung Chúa Thống Ngữ của Mù Mố chưa biết đúng không? Cứ đo nhập chỗ Cú Thác Chư Đi Mì Đà là gì đấy, dù có bất tiện thì mọi cũng mong rằng gì gì đấy chưa biết đúng không? Vậy mong mọi người gì đấy hợp tác đúng không? Hợp tác rồi ở đây nha, chúng ta nhìn thấy này, ở đây là không có chỗ đỗ xe đúng không, dù bất tiện thì nó đang yêu cầu đúng không, nó đang yêu cầu nhờ vả chúng ta là gì, sử dụng giao thông đại chúng đúng không. Đấy, ở trong chỗ này chúng ta chỉ cần là gì, đọc có nhiều câu nhá, chúng ta chỉ cần đọc câu trước câu sau là chúng ta đã nghĩ ngay ra được động từ rồi đúng không. Thì bình thường thề chung thiếu thống ngây sử dụng thì chúng ta chỉ được sử dụng một cái từ là gì, sử dụng đồ công cộng, chúng ta chỉ dùng là gì, ion ha tà đúng không, ion ha tà thôi đúng không. Bây giờ kết hợp với cấu trúc gì, thực ra cái chỗ đoạn dưới này chúng ta cũng có thể kết hợp với cấu trúc là gì, ki paramita được. Tuy nhiên thì thường bình thường thầy hay là ở trên sử dụng rồi, ở dưới thì thầy cũng không muốn sử dụng lặp lại nữa đúng không. Đấy, chúng ta nên nghĩ ra một cấu trúc khác mà tương đồng với cái cấu trúc này là được đúng không. Đấy, dù bất tiện cũng mong mọi người là sử dụng giao thông đại chúng cho đấy đúng không nhá. Hoặc là thầy có một cái câu này kết hợp với cấu trúc là gì, ứ miên khám phá hai cái sinh người ta cũng rất là ok nhá, nó cũng tương đồng với cái kia. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà chúng ta không nghĩ ra được cấu trúc nào tương đồng thì ở hai vị trí như này nếu mà gì sử dụng chung được một ngữ pháp mà ok vấn đề gì thì vẫn sử dụng được đấy, nhưng mà tránh trường hợp là mình kiểu không được điểm tối đa ấy, cho nên là lúc nào thầy cũng sẽ thì có rất là nhiều ngữ pháp tương đồng với nhau để chúng ta viết cho nó gọi là đa dạng cho nó hay ở trong cái bài này đỡ lặp đi lặp lại nhàm chán đúng không. Đấy, thầy sử dụng cấu trúc này nó sẽ dùng là yong he sushi myon tham gia hát thế sinh mỹ ta đúng không. Đó, chúng ta sử dụng được cái câu như vậy nhá. Ừ, thấy dễ vậy không? Ừ, câu 51 quá dễ luôn đúng không? Ok nhá. Lớp mình đã đâu vào đây? Rồi ôn đây, nhớ ký cả chi mà chi tiết gì đã.